MU chấp nhận bán Pogba cho Real Madrid. Manchester United được cho là sẵn sàng bán Paul Pogba cho Real Madrid với giá rẻ. Tiền vệ người Pháp đã đánh mất vị trí thường xuyên của mình trong đội hình chính thức đội chủ sân Old Trafford trong thời gian gần đây. Hiện nhà vô địch World Cup 2014 chỉ là lựa chọn thứ ba ở hàng tiền vệ MU sau Bruno Fernandes và tân binh Donny van de Beek. Trước đó, Pogba không ngần ngại khẳng định mơ một ngày nào đó được thi đấu cho Real Madrid. Phong độ của Pogba tại MU cũng chịu nhiều chỉ trích của người hâm mộ. Pogba vừa phạm sai lầm phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến bàn thua duy nhất của MU trước Arsenal tại Premier League. Theo tờ AS Tây Ban Nha, MU đã sẵn sàng bán Pogba cho Real Madrid với mức phí 53 triệu bảng Anh, tương đương 60 triệu euro. Đây là con số giảm rất nhiều so với mức giá 100 triệu bảng Anh của Pogba trước đó. Liverpool mua hợp đồng Kabak. Liverpool vẫn chưa từ bỏ kế hoạch chiêu mộ Ozan Kabak và có thể chấp nhận lùi thương vụ chuyển nhượng này đến mùa hè năm sau. Jurgen Klopp đánh giá cao năng lực của Kabak, rất muốn sở hữu trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ cho tương lai lâu dài. Bản thân Kabak cũng muốn rời Schalke. Anh thích Milan và Liverpool. Trong trường hợp không đạt thỏa thuận với Schalke, Liverpool có thể mua lại hợp đồng của Kabak được ấn định mức giá 45 triệu euro, tương đương 40,5 triệu bảng và chỉ có hiệu lực trong mùa hè năm 2021. Inter hỏi mua Dembele. Inter quyết định trở lại đàm phán với Tottenham để lấy Dembele trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2021. Phong độ của Inter gần đây khá tệ, kéo dài từ Serie A đến Champions League. Huấn luyện viên Conte không hài lòng với hàng tiền vệ hiện nay, vì thế ông quyết tâm mua Dembele. Ngoài Inter, Barcelona hiện cũng đang theo đuổi tiền vệ người Pháp. Juventus quan tâm Diego Carlos. Juventus vừa đưa Diego Carlos vào danh sách quan tâm, có thể tiến hành chuyển nhượng giữa mùa giải. Hàng thủ Juventus hiện có vấn đề khi mà De Ligt và Tonali liên tục chấn thương. Chính vì thế, Juventus muốn bổ sung thêm Diego Carlos để tăng chất lượng phòng ngự trong hành trình bảo vệ danh hiệu Serie A. Diego Carlos từng được Man City tiếp cận mùa hè vừa qua. Tuy vậy, sau cùng, cầu thủ 27 tuổi người Brazil chọn ở lại Sevilla. Mbappe một lòng hướng về Real, Paris Saint-Germain xác định luôn người thay thế. Làng túc cầu đã được một fan xôn xao khi báo giới Pháp đưa tin khẳng định người được xem là sẽ thay thế vị trí của Lionel Messi cùng Cristiano Ronaldo trong tương lai. Kylian Mbappe đang tính đến chuyện rời khỏi Paris Saint-Germain sau khi mùa giải 2020-2021 khép lại. Rõ ràng, đây có thể xem là tin vui dành cho nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, đặc biệt là Real Madrid, khi câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha đã lên kế hoạch cưỡng Mbappe từ lâu. Về phía Paris Saint-Germain, đương nhiên là họ cũng đã có kế hoạch dự phòng cho tình huống xấu nhất. Theo đó, todofichajes.com khẳng định gã khổng lồ xứ lục lăng đã nhắm tới Lautaro Martinez của Inter Milan. Nếu có được chân sút người Argentina, Paris Saint-Germain sẽ bảo đảm được cho sức mạnh hàng công của mình không bị suy giảm. Tuy vậy, sẽ không là dễ cho Le Parisien bởi chưa chắc Nerazzurri đã đồng ý để niềm tự hào của bóng đá xứ Tango rời đi. Ở một diễn biến khác, vừa qua thì Le Temps Sport đã xác nhận, trong bối cảnh chỉ có thể chọn gia hạn với Neymar hoặc Mbappe, những người cùng có thời hạn hợp đồng tới năm 2022, Paris Saint-Germain đã quyết định chọn thủ lĩnh của Curaçao. Đó có thể xem là những động thái cho thấy nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã sẵn sàng sống thiếu Mbappe. Juventus chỉ có 2% cơ hội vô địch Champions League. Theo thống kê các chỉ số, dự đoán kết quả của 39 giải đấu tại châu Âu, 538 vừa đưa ra dự đoán về khả năng vô địch Champions League của những đội bóng lớn tham dự giải đấu năm nay dựa trên thành tích sau 3 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Juventus nằm ở nhóm đội có khả năng vô địch với chỉ 2%, cùng với Inter và Sevilla. Theo đánh giá của 538, khả năng Ronaldo cùng đồng đội nâng cúp tay voi mùa này còn thấp hơn Manchester United và Leipzig cùng với 3%. Sau 3 lượt trận đầu, Juventus đang đứng thứ 2 tại bảng G với 6 điểm. Trước đó thì đoàn quân của huấn luyện viên Andre Pirlo đã phải nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Barca với tỷ số 0-2. Ở trận đấu gần nhất, lão phu nhân đã vực dậy niềm tin của người hâm mộ bằng chiến thắng 4-1 trước Ferencváros. Trong khi Pian Quadri bị đánh giá thấp, Barca lại có 10% cơ hội vô địch, chỉ xếp sau Man City 17% và Bayern Munich 26%. Nhà đương kim vô địch vẫn đang cho thấy phong độ ổn định ở Champions League mùa này. Thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick toàn thắng ở cả 3 trận, ghi 12 bàn, thủng lưới 3 bàn. Đương kim vô địch Premier League Liverpool có 7% cơ hội vô địch.
thầy trò huấn luyện viên Klopp đối mặt với khó khăn khi trung vệ Virgil van Dijk phải nghỉ dài hạn do chấn thương đầu gối. Ajax, Borussia Mönchengladbach là hai câu lạc bộ có khả năng vô địch chỉ là 1%.